Cao Ngân, đơ đẳng cấp thì liệu bán trà có đẳng cấp hay không? Đơ có đẳng cấp. Rồi mấy nhỏ này hôm bữa nói là chị Cao Ngân lên thành phố bán trà muối ớt để mấy bạn ủng hộ. Cuối cùng rồi có ai đến ủng hộ bả đâu? À, từ hồi chị đi đồ niêu an toàn là chị lên đi luôn á. Đùa chứ, mình được biết là chị Cao Ngân từ Rạch Giá lên để bán trà cùng với lại chị Trang Đơ và bạn. Mà cả tháng nay rồi á, chị không có rành TikTok á mọi người, nên là không có thông báo cho mọi người biết được. Chị nói là khai trương mấy ngày đầu á thì có rất là nhiều anh chị em ủng hộ. Nhưng mà còn 2-3 ngày sau đó và trở về sau là cả tháng ngồi ngáp ruồi luôn á mọi người. Để nói trà của chị có đẳng cấp hay không á thì mình không dám khẳng định, nhưng mà mình khẳng định có tâm là có nha. Và có rất nhiều luôn đằng khác nữa. Đặc sản của thương hiệu trà Ngân Đơ chính là trà muối ớt. Một cái lớp muối ớt sẽ được phủ ngập ở trên bề mặt cái miếng trái cây. Nói thật với mọi người, có tâm hay không, nhìn vào cái ly trà là biết liền. Trái cây được cho ngập mặt mà nó chìm xuống dưới luôn. Bên trên là 4-5 miếng ổi to, bên dưới còn cắt ổi nhỏ nữa mọi người. Nước trà thì rất là thơm mùi trái cây mà không có bị quá ngọt, nhưng mà cũng không có bị chua nữa mọi người. Thực sự là uống rất là ngon. Mình uống mà tới giờ mình còn rất là thèm luôn. Trà xoài thì cũng tương tự thôi mọi người. Cái xoài giòn hơi chua chua mà cũng có cái độ ngọt nhẹ nữa. Cái nước trà ở đây mới đúng là trà trái cây nè. Nó thơm cái mùi trái cây mà nó không có bị đắng, mà nó cũng không có bị như nước đường nữa. Nó hòa quyện cùng với lại trái cây rất là hợp luôn á mọi người. Uống cảm giác nó không có bị tách biệt. Ở đây còn trà khó muối ớt nữa mà hôm nay chị Cao Ngân hết rồi mọi người. Trà ngon, có tâm, chị Ngân dễ thương. 10 điểm không có nhân. Cũng như là đi làm xưa, làm Sài Gòn cũng nhiều ha. Dạ. Không gặp được. Dạ. Chị em có show thì bút ngân nha. Thật ra là em rất là quý bánh chế. Tụi em biết chế cố gắng từ xưa rồi, nên là tụi em sẽ ủng hộ. Bọt.